Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN YouTuber. Thưa quý vị, cuộc chiến tranh 1979 mà Trung Quốc phát động chống lại Việt Nam là một cuộc chiến tranh đầy toan tính của họ. Trong mấy năm qua, kênh VN YouTuber đã làm nhiều chương trình phân tích về cuộc chiến tranh này. Có những chương trình đã bàn kỹ về động cơ gây chiến của phía Trung Quốc. Tuy nhiên vào năm 2019, ở Trung Quốc xuất hiện một bài phân tích dài với tiêu đề là Mỹ mới là chủ mưu phía sau cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung 1979. Vậy vai trò của Mỹ là gì trong cuộc chiến tranh Trung Việt? Chúng ta hãy cùng xem xét những luận điểm trong bài viết của phía Trung Quốc. Bài phân tích của phía Trung Quốc đã đi từ chuyện Mỹ thất bại, rút quân khỏi Việt Nam nên nỗi nhục nuốt không trôi. Cộng thêm mối lo lắng rằng sau khi Mỹ rút đi thì Đông Nam Á sẽ rơi vào tay Cộng sản cho nên Mỹ đã luôn tìm mọi cách ly gián, kích động nhằm ngăn chặn việc này. Tác giả lập luận rằng, trước sự dồn ép và khi thế tiến công dồn dập của Việt Nam, những lâu la của Mỹ ở Đông Nam Á hoáng hồn, nhau nhau cầu cứu Mỹ. Mỹ vừa mới thua Việt Nam, nguyên khí hao tổn, lại thêm tiềm lực quốc gia cạn kiệt, nên cơ bản Mỹ không có sức triển khai hành động quân sự trở lại Đông Nam Á để ngăn chặn khí thế tiến công của Việt Nam. Trong tình thế ấy, Mỹ đã hướng mắt sang Trung Quốc, hy vọng Trung Quốc phát huy sức ảnh hưởng để kiềm chế dã tâm bành trướng và oai phong của Việt Nam. Các nước Đông Nam Á cũng xôn xao kêu gọi Trung Quốc giúp đỡ. Lợi dụng sức mạnh kinh tế của mình, Mỹ đã kích động các làn sóng dân tị nạn ở miền Nam Việt Nam. Ban đầu Mỹ và phương Tây chỉ muốn lợi dụng các làn sóng tị nạn để giúp những thương nhân thân Mỹ và các cựu quan chức chính quyền Sài Gòn chưa kịp tháo chạy trước kia rời khỏi Việt Nam. Trong số các nạn dân chạy khỏi Việt Nam, có rất nhiều người là thương nhân gốc Hoa. Mỹ và phương Tây đã tinh ý nhận thấy có thể lợi dụng Hoa Kiều ở Việt Nam để tạo ra một việc làm có thể một mũi tên trúng hai đích. Ý đồ của họ là chia rẽ quan hệ hữu nghị mấy chục năm giữa Trung Quốc và Việt Nam. Do sự suy dục của Mỹ và phương Tây, ngày càng nhiều các Hoa Kiều và Hoa Thương đã bán rẻ tài sản chạy khỏi miền Nam Việt Nam. Các thế lực thân Mỹ thừa cơ Phát tán tin đồn vu cáo rằng Hoa Kiều và Hoa Thương muốn khống chế kinh tế của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay lập tức ở miền Nam Việt Nam đã nổi lên một làn sóng bức hại Hoa Kiều và Hoa Thương. Dưới sự kích động của Mỹ và các nước xung quanh, cộng với sự giúp đỡ ngầm của các cựu quan chức chính quyền Sài Gòn, ban đầu là làn sóng nạn dân chạy khỏi Việt Nam đã dần dần chuyển thành làn sóng bài Hoa và phản Hoa. Hơn nữa, làn sóng này cũng nhanh chóng lan cả ra miền Trung và miền Bắc Việt Nam. Tuy một số người Việt Nam từng ra sức ngăn chặn, nhưng ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam đã bị điểm hỏa, nên có muốn dập tắt cũng đã muộn. Nước Mỹ cũng khích bác, làm trầm trọng thêm mâu thuẫn Việt Nam-Campuchia, khiến Việt Nam và Campuchia bộc phát xung đột, khiến hai đảng Cộng sản ở Đông Dương động thủ với nhau, tàn sát lẫn nhau. Lực lượng thân Thái Lan và Mỹ ở Campuchia trước tiên tấn công vào các đảo do Việt Nam giữ, rồi sau đó gây xung đột quân sự ở biên giới trên bộ giữa hai nước. Ý đồ của họ là lôi kéo Việt Nam và Campuchia vào xung đột quân sự, vô hình trung biến Campuchia thành một hoàn đá cản chân Việt Nam. Đồng thời qua đó, có thể phân hóa sự ủng hộ của Trung Quốc cho Việt Nam. Nếu Việt Nam mất sự ủng hộ của Trung Quốc, thậm chí ngay cả sự ủng hộ vật chất của Liên Xô cũng rất khó thông qua Trung Quốc để sang Việt Nam thì Việt Nam cũng không có sức để khuếch trương ở Đông Nam Á. Năm 1977, mâu thuẫn Việt Nam-Campuchia và đối đầu quân sự ngày càng kịch liệt. Chính phủ Campuchia cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Tháng 9 năm 77, lãnh đạo Campuchia là Pol Pot dẫn đầu công khai sang thăm Trung Quốc với thân phận Tổng bí thư Đảng Cộng sản Campuchia và chức vụ Thủ tướng Campuchia Dân Chủ. Trước đó, Pol Pot từng hai lần bí mật thăm Trung Quốc. Lúc đó chủ tịch Trung Quốc kiêm thủ tướng Trung Quốc là Hoa Quốc Phong đã đón tiếp Pol Pot với nghi thức long trọng. Đồng thời lên thành lầu Thiên An Môn kiểm duyệt đội ngũ của cuộc duyệt binh quốc khánh năm 1977. Do Campuchia có sự hậu thuẫn của chính phủ Trung Quốc, Việt Nam đã không ra tay với Campuchia. Mỹ và phương Tây lại quay sang bôi nhọ Đảng Cộng sản Campuchia và Pol Pot. Đương nhiên chính sách và chiến lược của Pol Pot cũng thật sự có những nóng vội, muốn trong 5 năm xây dựng Campuchia thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh ở Đông Nam Á. Trong một số việc làm đã thật sự liều lĩnh xa rời thực tế, ví dụ như đem 3 triệu dân thành thị về nông thôn để xây dựng xã hội chủ nghĩa, hoặc như thủ tiêu tiền tệ và chế độ thủ lao, thực hành chế độ bao cấp, mọi người ăn cơm miễn phí, trị bệnh miễn phí, nhà ở miễn phí, học hành miễn phí, cái gì cũng không cần tiền và bình đẳng như nhau sự liều lĩnh tiến lên cộng sản chủ nghĩa của campuchia khiến mỹ và phương tây cũng như các nước tư bản chủ nghĩa khiếp sợ mỹ và phương tây liền liên hợp với các nước đông nam á trừng phạt campuchia để ngăn chặn sự liều lĩnh họ phong tỏa cấm vận và thẩm thấu sách động các thế lực nhằm thực thi hoạt động phá hoại và lật đổ ở campuchia việc này khiến nước campuchia nhược tiểu nhất thời khó có thể chống đỡ buộc campuchia phải tăng cường quản chế Mỹ và phương Tây lại thừa cơ hát nước bẩn lên Pol Pot và chính phủ Campuchia, bị đặt bôi nhọ họ trên toàn thế giới. Trong phút chốc, lãnh đạo Campuchia từ thần đàn rất xuống vực sâu vạn trượng, trở thành nhân vật bí hiểm và ma quỷ tội ác đầy người của toàn thế giới. Đây chính là thắng lợi của chiến dịch dư luận chiến do Mỹ và phương Tây làm. Trong lúc Mỹ đang bôi nhọ Khmer Đỏ và Pol Pot trên toàn thế giới, thì ngày 25 tháng 12 năm 1978 Việt Nam thừa cơ Mỹ và phương Tây đang có chiều hướng công kích chính phủ Campuchia để danh chính ngôn thuận từ năm hướng tấn công Campuchia. Sư đoàn trưởng Hưng Samrin của Campuchia lâm trận đầu hàng. Cánh cửa thủ đô Phnom Penh mở toang. Ngày 7 tháng 1 năm 79, quân đội Việt Nam chiếm được thủ đô Campuchia. Hơn 3 vạn quân Campuchia rút về vùng rừng núi biên giới Campuchia-Thái Lan. Thậm chí, có bộ phận quân đội Campuchia trực tiếp tiến qua biên giới Thái Lan để tránh Việt Nam tiến công người tính không bằng trời tính, quân Việt Nam tiến gần đến biên giới Campuchia-Thái Lan và nhiều lần xua quân tiến vào phạm vi lãnh thổ Thái Lan để bao vây tàn quân Campuchia. Người Mỹ nổi giận, Tổng thống Carter khẩn cấp mời Phó Thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình thăm Nhà Trắng trong dịp Tết cổ truyền năm đó với hy vọng Trung Mỹ cùng nhau thương thảo biện pháp đối phó với thế tiến công như trẻ tre của quân đội Việt Nam. Mỹ hy vọng Trung Quốc xuất binh chinh phạt Việt Nam, tránh cho cả Đông Nam Á rơi vào cục diện nguy cấp. Thưa quý vị, những lập luận trên đây của người Trung Quốc đối với người Việt Nam chúng ta nghe thật tức cười. Với những gì chúng ta biết thì quan hệ Việt-Trung đã dạn nứt từ năm 1972 khi Mỹ-Trung ra thông cáo Thượng Hải và Trung Quốc đã bắt đầu giảm viện trợ Việt Nam kể từ đó. Việt Nam đã nghi ngờ Trung Quốc âm mưu dùng cuộc chiến ở Việt Nam để đàm phán với Mỹ, cho nên Tổng bí thư Lê Duẩn từng đập bàn nói với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai hồi năm 1972 đã ý rằng Việt Nam là của chúng tôi, không phải của các đồng chí. Các đồng chí có thể nói bất cứ điều gì với Mỹ, nhưng không được nói về Việt Nam. Sau đó, khi Việt Nam đã thống nhất, vấn đề Hoa Kiều và xung đột biên giới Việt-Trung nổi lên. Bây giờ rất khó để xác định vấn đề Hoa Kiều là nguyên nhân gây ra các vụ hơi gấn ở biên giới trước năm 79 hay ngược lại nhưng có thể tin chắc rằng nếu Trung Quốc không khởi ý niệm tà ma thì Mỹ không thể nào lợi dụng vấn đề Hoa Kiều để chia rẽ Việt Trung. Trong thực tế, cơ quan phản gián Việt Nam đã bắt được một số gián điệp nhận chỉ đạo của tình báo Hoa Nam hòng gây bất ổn ở Việt Nam những năm cuối thập niên 1970. Trong sách trắng Sự thật quan hệ Việt Trung 30 năm qua xuất bản ở thời điểm sau khi nổ ra chiến tranh biên giới Việt Trung, Bộ ngoại giao Việt Nam đã liệt kê hàng loạt những sự kiện mà phía Việt Nam bất mãn với phía Trung Quốc kể từ năm 1949 đến năm 1979. Ngược lại, phía Trung Quốc cũng có những chỗ không hài lòng với Việt Nam. Dù ở Trung Quốc không có một tài liệu nào tập trung như cuốn sách trắng của Việt Nam, nhưng qua những bài báo, những thông tin giải rác, thì tôi thấy rằng trong giai đoạn trước năm 79, Trung Quốc bất mãn vì Việt Nam tranh thủ viện trợ của họ để chống Mỹ, nhưng đường lối chiến tranh thì hoàn toàn độc lập, họ không can thiệp được. Họ muốn ta chia rẽ lâu dài, nhưng ta lại kiên quyết đánh cho đến khi thống nhất. Khi Việt Nam thống nhất đã thành sự thật, thì Trung Quốc lại sợ Việt Nam thống nhất Đông Dương rồi làm bá chủ Đông Nam Á thì sẽ tạo thành một thế lực đáng gờm cho họ ở phía Nam. Điều này trong thực tế không xảy ra, nhưng vì Trung Quốc là một kẻ đã xâm chiếm đất đai của biết bao nhiêu dân tộc để trở nên to con, nên họ luôn ám ảnh với việc một nước khác sẽ theo cách đó để thành một đối thủ của họ. Do vậy, có thể nói rằng, trong câu chuyện Hoa Kiều hay rộng hơn là mối quan hệ Việt-Trung sau năm 1975 đến trước năm 1979, nhân tố tác động của Mỹ, nếu như có, cũng không phải là yếu tố quyết định gây ra sự giãn nứt. Đối với quan hệ Việt Nam-Campuchia, người Trung Quốc bảo rằng Mỹ xúi dục khiến Campuchia tấn công Việt Nam. Điều này đến nay chưa có tài liệu bằng chứng nào xác thực, nhưng mối quan hệ Việt Nam với Khmer Đỏ cũng đã bắt đầu giãn nứt từ đầu những năm 1960. Trong bài viết, tội ác tày trời của tập đoàn Pol Pot gây ra cho Việt Nam, đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 31 tháng 12 năm 2018, Đại tá Phạm Hữu Thắng cho biết, năm 1966, Pol Pot rút cơ quan đại diện bên cạnh Trung ương Cục Miền Nam về nước, và từ đó, quan hệ của hai đảng càng có nhiều trắc trở. Trong thời gian này, chính quyền Vương quốc Campuchia thỏa thuận cho Việt Nam đặt hậu cứ, kho tàng, trạm cứu thương ở Đông và Đông Bắc Campuchia nhưng binh lính Pol Pot khi thì công khai, khi thì đóng giả làm lực lượng của phe nhóm khác đã cướp kho tàng, phục kích các nhóm hành quân lẻ của bộ đội Việt Nam. Từ năm 70 đến năm 73, lính Pol Pot đã gây ra 174 vụ khiêu khích, tập kích các hậu cứ, cướp vũ khí lương thực, giết hơn 600 cán bộ chiến sĩ Việt Nam. Năm 72, Pol Pot công khai đề nghị Việt Nam rút quân về nước và xua đuổi Việt Kiều trong vùng giải phóng. Thực tế đó cho thấy Khmer Đỏ đã bắt đầu chống đối Việt Nam từ khi hai nước còn đang chống Mỹ quyết liệt. Do vậy, người Trung Quốc bảo rằng sau năm 75, Mỹ kích động khiến Campuchia và Việt Nam mâu thuẫn rồi đi đến xung đột, chẳng qua là hành động vẽ rắn thêm chân, đổ vấy cho Mỹ mà thôi. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những dữ liệu về sự thảo luận mặc cả của Mỹ và Trung Quốc để tiến tới cuộc chiến chống Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.